I'm very excited. It's a beautiful collection. And since we love it so much that we asked C&D to give us some extra. So we have two collections to give to you guys. So stay tuned, watch the live. At the end of the live, I'm going to ask a couple questions. And, you know, according to whoever answered first, I'm going to send them a beautiful collection. Okay, so I hope you all are doing well. I know it's been a while. We've been staying home. So I'm excited to share this with you. Kind of a little fun, you know, a little game that we learn about the new C&D collection. And at the same time, you get to see me using it, how I incorporate the colors together. I think you will see it's a beautiful color. I kind of give you guys a sneak peek of what I've done already. So I did little vertical ombre of this soft colors right here. And I left three. So I'm going to show you how I achieved these two if you guys want to see it. But I'm gonna sculpt with, I already applied the tips. So now I'm just gonna apply the acrylic using C&D warm color. It's a beautiful color. So yeah, so like usual, if you're watching this live chat, please share this page with your friends and your group, nail group, so everybody can tune in and participate this giveaways, okay? So yeah, how many have you guys seen this collection? So while I'm getting ready, my daughter gonna say the name so then you can see the beautiful color. So Tammy, you wanna do that? This first one I have right here is called Flowerbed Folly. Uh-huh. And then this light pink is Carnation Bliss. Then we have Kiss from a Rose. Lady Lily, and Soft Peony, and last one is Magical Topiary. Okay, so the giveaway, what we're gonna do is we're gonna give one collection of the gel polish and another collection of the polish. So we wanna give it to, that way we can have two winners. So one is just polish, and you have the base and top with it. And another collection we give away is a gel polish, which is this one with the base and top as well. So if you guys stay tuned, watch what I'm doing. It's gonna be easy, it's just gonna be fun. I just wanna make it fun and easy so you guys kinda have something you can get your hands on and kinda start and playing with it. But yeah, this beautiful collection, like I said, it's very soft, like a pastel, but I think you can do a lot with this, just with these six colors. Like, have you seen here, we've done to start with. I always do something, kind of give you guys a sneak peek of what I'm gonna do. So if you like this look, stay tuned. How cute it is. I wanna, you know, with this English collection, it's very soft, it's very kind of whimsical in a way. So I just wanna kind of like continue with that theme and make it soft, make it pretty. You know, we all love that. I think pastel color is always something that everybody attracted to, because I think it just kind of like easy to look at, it's just fun, and you can do so much with these type of colors right here. So let's get started. I'm gonna do, like I said, I already prepped the nail. So what I'm gonna do next is I'm gonna use this beautiful warm color. I love this warm, it's a warm pink, it's opaque. It's really good for ombre as well. If you guys are looking for a nude ombre color, this is a really nice one. So I'm just gonna apply this color, because since today I'm gonna do a lot of like a gel polish design. So I'm just gonna keep my nail simple with one nude color. And then I'm just gonna pair with the retention liquid. This is one of my fave liquid as well. So yeah, let's get started. I already prepped and everything. I'm gonna start. Okay, so let me see. I'm gonna take my usual brush. And I'm gonna start. Since a retention liquid is already has like primer, I don't need to prime my nails. I prepped her nails and everything. And I already kind of like, you know, blend the tips as well. So now, let's get started. I can't wait for you guys to see the colors. So yeah, so I'm just gonna continue with this shape. So if you guys have seen, you know, our online training on our YouTube channel on Wednesday, please tune in, because I have done a lot of simple techniques on how to build a nail already. So
If you guys missed that, go on our YouTube and check that out. And just follow us on Wednesday at 1 o'clock to see the next tutorial. So this week we're gonna do marbling. So anybody interested, we're gonna do marbling acrylic nails. So yeah, I'm excited for that. So now I've just put a bead on and now I'm just gonna slowly blend that down. So then I just basically taking the body of the brush and just, you know, pull that down. It's getting slightly warmer in here now. Earlier was kind of cool, but now it's warmer, so I feel like the powder dries slightly quicker than before. So now I have to do a little bit faster, but that's okay. Hi các bạn, bây giờ hôm nay em sẽ làm cho các bạn thấy một cái bộ collection của CND Shellac ha. Cái bộ này là có 6 màu, thì mấy cái màu này rất là đẹp. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái kiểu mẫu với cái collection này. Em sẽ tới cái cuối cái chat này, cái Facebook Live này, thì em sẽ hỏi vài câu cũng dễ lắm, để cho các bạn coi mà ai có pay attention thì rất là dễ để answer những questions này. Thì bây giờ em chỉ đắp một màu nude này, cái màu này là warm pink của CND ha. Em sẽ đắp lên rồi từ từ use thành cái shape mà em muốn. So bây giờ em lấy thiếu. So bây giờ em sẽ lấy tiếp tục cho cái dưới cái nail này ha. So what I like to do is with the, if you guys do a lot of gel design, it's better to keep it to apply the acrylic either clear or nude color. So then that way easier to design your gel polish. Or off-white too, like a little soft white or natural color. Natural color meaning it's like a little bit sheer, almost clear, but have a little bit of like a soft white to it. It's really nice as a background of the nail. So then whatever color you use, it will brighten it up. Yeah, nếu mà các bạn có làm design gel polish nhiều, em khuyến khích các bạn dùng một là clear bột hoặc là cái mấy màu nude này. Còn không thôi là mấy cái giống như nó gọi là cái soft white đó các bạn. Cái soft white á, nó là cái màu rất là đẹp. Thì các bạn có thể dùng mấy cái màu đó để cho mình bỏ mấy cái gel color lên thì nó sáng và nó tươi hơn. So now I'm just gonna take another like a medium size. Okay, and I'm gonna put from the cuticle down. How you guys doing so far? Hi Karen, thank you for tuning in. Hi everybody, are you guys doing well today? So I just used that bead and then I'm just gonna blend that down. I noticed my powder dried slightly a little quicker than I wanted to, so I have to work fast. It was so cool in here earlier, now I feel like it's warming up, you know, now. So yeah. So now I'm just blending that out, make sure I have a nice structure and everything. Once I blend that out, I'm gonna double check the shape and the structure. Đó các bạn thấy không, em đã dùng hai cục và đắp lên một cái shape rồi ha. Thì em cố gắng làm vuốt cái bột cho nó mướt cái trên thêm cái thân móng này, để tí nữa mình có không có cần dũa nhiều ha. Yeah. Let me see. Hi Marcy. Hi. Is that you Kenna? Hi everybody. Thank you for tuning in. Please share this live for me so then a lot of you guys can watch this tutorial and then we can participate in the giveaway. So now as you can see, it looks pretty good, but then I'm gonna, because the nail is slightly long, I'm gonna add a little bit strength to the apex, so then I have a nice structure. Any of you guys use CND product? Have you guys tried this powder before, or any of their collection? Let me know if you guys like their gel polish. Shellac is really good. Of this one thing I like about it, because it's really fast to soak off, so that's another perk of that too. So now the structure looks pretty good, so I'm gonna stop right there and let it set a little bit, and then I'm gonna shape that a little bit.
Yeah. Looks good. Okay. Make sure I have everything. Hold on. Feel like a little bit more on the apex. Not much. Just a little bit more. Các bạn có cái thấy rõ không? Em có các bạn có thắc mắc gì cái cách em đắp bột không? Nếu mà có thắc mắc gì thì cho em biết ha. Đó, bây giờ thì em làm xong rồi, bây giờ em sẽ clean cái cọ và cắt đi. One thing about, I want to remind you guys, if you get working acrylic, make sure you clean your brush before you close a cap. But then when you store it, make sure you place it down. Don't tilt the brush upwards because the liquid get trapped in the what you call it, where the metal part here, and it's gonna get really yellowy when the next day you use it. So make sure you store it nice and well and in a nice cap. But make sure the cap has like a little hole on the top, so then it's not like tight and sealed up. Okay. Okay, so that's another tip how you keep your brush nice and clean all the time. So bây giờ em sẽ nhổ nó ha. Nhổ cái móng này cho nó ra cái shape này. Okay. Nếu mà các bạn mới vô thì em hôm nay sẽ cho giveaway 6 cái màu này rất là đẹp. Mấy cái màu này là màu của CND Shellac collection mới gọi là English Garden ha. Nếu mà các bạn coi thì mấy cái màu này rất là đẹp, tất cả là 6 màu nha. Và em sẽ hôm nay sẽ cho với cộng tác với CND sẽ cho các bạn hai cái hai bộ, một là một bộ là polish và một bộ là gel polish, thì có đầy đủ base and top luôn nha các bạn. Thì các bạn nhớ coi và share dùm em nha. Ok, so bây giờ, so now it's fairly still warm, so I can pinch slightly. Even though with nail, you can still pinch slightly, but not too hard, okay? You don't want to pop the nail. Okay. So now, first, mình chỉ dũa thẳng ra nha các bạn. Cho mình lấy shape cho đẹp á, mình dũa thẳng ra. So you just want to make sure you file straight out first to give more parallel and straight line from the cuticle out. So mình làm dũa nó sơ sơ, rồi em sẽ dũa cái free edge coi nó cho nó thẳng và đều luôn ha. Thì make sure mình dưới bên hông này mình không có bột ở dưới, làm cho cái line nó thẳng luôn ha. Is it late where you guys at in California right now? A little bit over 7 o'clock, of course, because like we promised, the live gonna be at 7, so a little bit over at 7 p.m. here in California. So where are you guys? What time are you guys right now? Then Marcy said the nails are gorgeous. Thank you. Yeah, I try. I just this collection is so much fun to work with. I think, my nails. Oh, thank you. Karen said it's 2:25 p.m. Marcy said 10:30 p.m. Where are you, Marcy? Yeah. So I'm just kind of lightly blend out and straighten out the nail, and then I'm just gonna try to taper the shape as well, so then we have a nice coffin look. Okay, you have your phone with you, guys, so then you can go. Pittsburgh, huh? How's it everything over there? Are people getting out more in Pittsburgh, Marcy? I feel like the freeway here in California getting a little bit more people on the freeway now. I see more cars now. Not so much on the street, but I could see on the freeway, you know, because we drive to the studio here, and I feel like the freeway is getting a little bit more crowded now. Okay, so as you can see, I hardly shape much because like I said, with a good application the shape is pretty nice. Các bạn thấy em có dũa nhưng mà cái bột của em không có ra nhiều, thì các bạn lúc mà các bạn shape cái móng á, đắp cái móng á, thì các bạn tập đắp cho quen tay mà đều tay thì cái shape nó cũng ra chuẩn, thì mình đỡ shape nhiều ha. Thì bây giờ em instead of, bây giờ cái shape của em không có dày cho lắm nên em chỉ
lấy cái fine, cái này nó gọi là medium sanding band, nhưng mà thật ra em nó lấy prep cái tay và shape, và bây giờ cái fine, cái sanding band này nó gần giống như fine rồi. So right now em thấy cái này chỉ buff nó thôi và shape lại cái bóng thôi. So bây giờ right now and kind of buffing it almost, because like I said, the shape is pretty good to where I almost want it. I'm basically taking this bit and just kind of contouring a little bit and buff everything out to make everything nice and smooth. What is your favorite shape? Cái shape nào mà các bạn thích nhất? Các bạn thích coffin hay là cái shape nào mà khách hàng thường request nhiều nhất? Almond hay là square hay là coffin, các bạn có thể chia sẻ cho em không? Next Monday lockdown will be lifted in New Zealand. Wow, really? Oh, for us it's May 15 in California. Indiana, May 1st. Wow. Karen said ballerina coffin. Sally said almond. Yeah, almond cũng đẹp. Cái nó không có giống stiletto. Tại stiletto thì nó nhọn quá. Còn almond thì nó bầu hơn. Thì em nghĩ nhiều người thích hơn. Em thì thích stiletto shape, nhưng mà I know đeo nó hơi khó chút xíu, là tại vì mình đeo cái nhỏ nó làm nhiều lúc nó đâm vô mắt, vô mũi tùm lum á, đâm trúng gia đình nữa, nên em vẫn thích stiletto nhưng mà đeo ít đeo lắm, tại vì khó đeo hơn. So bây giờ em, các bạn coi đó, em vũ, em cũng không có vũ nhiều, chỉ là cái sanding band này thôi, làm basically cho nó đều lại. Yeah, đó, các bạn thấy đó, mình làm sạch ở dưới nó cũng không có dơ cho mấy. So bây giờ em chỉ vũ sơ sơ lại, phải make sure cái dưới cái này nó thẳng nè. Mình làm á, lúc mà các bạn vũ cái móng tay dài á, make sure các bạn vũ cái móng dài, nếu mà các bạn muốn thẳng á là mình phải đỡ cái tay bên này. Lúc mà vũ bên này, mình mà vũ bên này mình phải đỡ, mình làm vậy nó, cái line nó mới thẳng, cái shape nó mới thẳng đó. Tại sao mình muốn, còn bên này á thì mình phải làm bên này, mình giữ này để cho nó không có lắc tới lắc lui lúc mình vũa. Tại các bạn lắc quá cái line nó không có thẳng, muốn thẳng là phải giữ cái kèm cái tay đó lại cho nó sạch, cho nó giữ chắc, để cho mình không có lung lay cái tay và cho cái shape nó thẳng ra. Thì bởi vậy đó sao cái shape nó ra đẹp là chuẩn là như vậy đó. Nhất là cái hai bên hông á, cái móng càng dài là mình phải cần giữ chắc cái tay. Giống như em vậy, giống như cái này em vũa thẳng á, thì em phải cho giữ cái shape đó, đừng có lung lay cái tay, đừng có chạy ha. Đó, that's why cái shape lúc nào nó cũng thẳng hết. Đó, bây giờ nếu mà móng dài á, thường thường em recommend cái vũa mà nó mỏng vậy nè, để cho mình đi sát ở dưới đây ha. Cái này á, I recommend if you work on a long nails, it's nice to have like a thin file like this, so you can really go tight on the sides and under the nail, so that it's nice and clean. Đó. You guys, cái shape này đẹp ha các bạn. Really nice shape. So even though I don't need to, but I like to thin out my free edge a little bit, so I'm just gonna use a sanding band and just slightly clean the you know, just like the free edge a little bit, so it's nice and soft and it's not so bulky and thick. And then if I need to, I feel like the cuticle area looks pretty good. I don't need to, but does it? See? It's nice. Oof. Good thing that we don't have to do a lot of shaping. I know, I just love to shape the nail. I keep going back and forth. I feel like something about it, I don't know why. But you can see it looks pretty good. Các bạn thấy đẹp không? Cái móng chính giữa lúc nào cũng đi dài hơn mấy cái móng kia chút xíu nha. And thôi để dài chút xíu để cho nó đẹp luôn ha. Actually, make sure nó thẳng là được rồi ha. Đó, các bạn thấy đẹp không? Nếu mà thấy đẹp thì cho em trái tim luôn đi nha. Trời ơi, ngồi đó không có bấm gì, bấm thả trái tim cho em đi nè. Ha. How you guys doing today?
Do you guys cook a lot? What you guys been doing? You guys practicing, Karen? Have you been practicing on your ombre nails? Yeah. Okay. So yeah. So look at that. Okay. So now I'm just gonna clean it real quick, just in case, you know, because I have oil on my nails, so it just on my hand. So I'm just gonna, use the CND, the alcohol, and just make sure it's clean. Actually, I have a pump one right here. Let me just use it. Okay. I'm just gonna wipe it clean. Make sure mình clean ở dưới luôn nha các bạn. So, do you guys wanna see the vertical ombre? I figure I did a lot of ombre with acrylic the last tutorial I did on free class online on YouTube. So I figured this is a really nice, kind of wanna continue that theme and give you guys like a vertical ombre. I feel like it's pretty cool look. So I'm gonna do maybe one marbling with gel. Well, not so much of marbling. Well, let's see. not sure what I'm gonna do yet, but I know I do wanna do one vertical ombre, just so then you can see this beautiful look right here. Look how nice that is. So pretty with the color, huh? Các bạn có thích cái kiểu mẫu này không? Thôi bây giờ em làm cho cái mẫu này cho các bạn coi nha. Để em biết cái ombre mà cái kiểu up and down thì nhiều người cũng làm rồi. Em thấy cái kiểu này nó nhìn nó là lạ chút xíu. And this one, em dùng cái này em thấy nó rất là cute. See, it's just a simple the way you know combination of the however you add it together. Look, add a little rhinestone. It's so cute, right, guys? So bây giờ em sẽ làm một cái vertical ombre ha. So vertical ombre bây giờ em to enhance the color, I did the one coat of Lady Lily. It's like almost like a soft white. Cái màu này nó giống như là cái soft white á. Nhưng mà nếu mà các bạn dùng mấy cái màu làm ombre muốn sáng nó ra cho nó blend đều, I just gonna put one coat. I don't want it too thick. I don't care if it really even out. I mean, you don't want it to like not a good job, but it doesn't matter you have it even or not, just like thin coat, just kind of like a nice platform for the next color to go on. Okay, so and đắp một lớp rất là mỏng thôi nha các bạn, không có cần dày lắm. Để em dùng cái này. I always, when you do gel polish, is always to have a brush, like a used brush, and clean the side. So now I'm gonna have her go in and cure for 30 seconds. So bây giờ em mới lấy một lớp mỏng thôi nha. So the ombre I'm gonna use, the magical, what's this gun? I can't see this color. Magical Topiary. And this one? Soft Peony. Okay, so basically I'm gonna use this too to do the ombre for you guys, okay? So em sẽ dùng hai cái màu này nè để làm ombre nha, mà rất là đẹp, mà cũng dễ lắm các bạn. You don't need a brush, các bạn không có cần mua cọ gì đó. And I'm using the brush straight from the bottle and do the ombre. So this is technique I find it's really easy. You don't need extra tools. I mean, we all have extra brush, don't get me wrong, but sometimes it's just nice to whip it off from the bottle. That way you don't have to bring out the brush out. So and cure 30 giây. So only I cure 30 seconds. Now I'm just gonna take this two color and blend it out. So it doesn't matter what color you use first. So các bạn làm cái kiểu vertical ombre này á, thì rất là dễ, là em không có cần lấy cái cọ. I mean, em biết các bạn cũng có nhiều cọ, nhưng mà nhiều lúc mình tiện á, mình dùng cái cọ của cái chai luôn. So let's see, cho bây giờ làm ngược lại đi ha. So let's see this, so let's try this. I'm gonna do the opposite from this. So I'm gonna put this color on this side. So bây giờ mình chia một nửa, mình sơn một nửa chứ. So basically I divide the nail in half almost, and just polish that half. Okay. And then I'm gonna clean my brush and just blend as much as I could. Nice thin coat like that, that's it. Okay, so then, and sẽ dùng cái màu này, so I pick up the next color and do the same.
So basically you divide the nail like a half. So then you're just creating slowly creating that ombre effect. Do you guys have a hard time doing this vertical ombre? Any of you guys try it? Các bạn nào có thử vertical ombre chưa? Cái em nghĩ cái này nó cũng rất là lạ. Okay, so basically I have each coat already, right? So now, bây giờ em sẽ lấy cái clean my brush. I barely have anything on. And clean cái brush, so em không còn cái gì. Giống như mình còn, nhưng mà nó không có phải ướt nhiều. Giống như nó chỉ còn sơ lại những cái màu còn lại thôi. So then I'm just gonna go and slowly and it blend bên này qua bên kia. Đó, so slowly I'm just taking that dry brush and blend that soft, kind of like soft green to the other side. Thấy không? So I just keep doing that until I'm happy with it. Okay, then once I'm happy with it, I stop. I'm go back and then I'm gonna take this first color. I'm gonna do the same thing. I'm gonna take everything off, almost like a dry brush technique, and just blend that out. So first, I just wanna make sure I have enough on the side, and slowly you blend it in. So mình từ từ mình blend vô nè. Các bạn từ từ thấy cái ombre chưa? Cái một lớp đầu thì nó không phải perfect. It's not gonna be perfect the first coat, but at least you can see the ombre effect. See? And now I'm gonna cure. See? It's the first coat, so I'm gonna cure for 30 seconds. Yeah, so how easy that? Các bạn có thấy dễ không? Nếu mà các bạn thích thì cho em biết. Hi Nick, how you am? Thank you for tuning in. Thank you for your support. Em lần nào có live em cũng vô coi, ủng hộ. Cảm ơn em nhiều nha. Yeah, Nick is a really talented artist, so check him out, guys. If I say your name, excuse me, but you Kenna said love this look. Yeah, I think so too. This is a cool look. It's fun, right? Try something new, guys. If you haven't done it, just try it out. You know, now you have time, take a tip out and just play, get two color and just blend it out. Nếu mà các bạn nào chưa thử cái look này á, thì try đi, tại em nghĩ cái này nó cũng không có khó lắm đâu, tại vì mình chưa có quen tay thôi. Thì mình quen tay rồi thì nó rất là dễ. So các bạn thấy đó, this is the first coat, but look pretty good. I mean, like I said, I'm not happy with it yet because this is just the first attempt. So let's try again. Okay, so bây giờ mình try again. Huh? So it doesn't matter what color you go first or second, it's about the same. This coat, you pretty much, like I have a little bit more product, but then I'm just make sure I have mainly on the side as much as I could. So bây giờ cái lớp đầu tiên mà cái lớp thứ hai mình trở lại á, thì mình làm đậm cái bên này góc này ha. Huh? So mình làm đậm lên. Okay, sau đó em sẽ chùi cái brush cho nó sạch. Mình không có muốn cái nước nó nhiều để bắt đầu mình blend. So now I'm just gonna slightly blend the other one. Yeah, and blend nó ra. Làm cho nó lợt ra lại. Các bạn thấy không, mình làm nó khô, cái brush nó khô thì cái màu nó sẽ lợt. Ha, cái màu nó sẽ lợt đi. Các bạn thấy không? Nếu mà các bạn thấy chỗ nào lợt quá thì mình make sure cái góc bên này nó phải đậm chút xíu nha các bạn. So đó. Rồi, bây giờ em sẽ lấy cái màu thứ hai. So now, I'm taking the second color and do the same thing. The first coat mình làm, make sure you have enough, deposit enough color in. Mình phải, cái lớp đầu tiên, lúc mà mình chưa có blend cái góc này, mình phải cho cái bên này nó đậm nha các bạn. Sau đó mình clean cái brush của mình thôi đó. Sau đó mình clean cái brush của mình cho nó giống như là khô vậy á. Nó không phải khô 100% mà nó không có cần nhiều cái gel polish ha. Xong bắt đầu em sẽ blend nó lại. Make sure em blend nó đi 2-3 lần vậy đó. Mình làm cho nó blend ra. So now you can see the effect. And if you feel like it's too dry, you can slightly tap on the color and blend a little bit more. Yeah.
Cái này là cái collection mới của CND Select nha các bạn. Nếu mà các bạn English Garden Collection nha các bạn. Cái bộ collection mới là English Garden Collection. Thì bây giờ em đang chia sẻ với các bạn làm cách cái vertical ombre. So I know I made a little bit too much over this side. So what I'm gonna do is take that color and wipe dry the brush again and just go back slightly and blend that out. So mình làm sao mà mình happy với cái màu đó thôi. Basically, you just do it until you're happy with the colors. Make sure you blend everything. Make sure, you know, just your eyes will tell you. If you feel like you're not happy, you just keep, because you didn't cure it yet. So you still have time to go back and forth a little bit. So nếu mà các bạn thí dụ các bạn blend nó ra đi mà chưa có hài lòng á, thì các bạn có thể go back and forth a little bit. Giống như thí dụ bên này mình làm lỡ mà mình bỏ nhiều quá, thì cái blending này là tùy theo cái tay của mình. Mình đừng có đi heavy quá mà cũng đừng có light quá. It's just basically using your judgment and just kind of like blending the color out. So now I'm just going back a little bit on this side. Thì các bạn thấy mình làm vậy mình không có thấy rõ hai màu. Mình từ từ mình blend nó ra. Like that, that's it. Mình thấy nó thấy cái màu nó chưa có đẹp thì mình cứ làm nó thôi until you happy with it. Nếu mà các bạn happy hài lòng rồi thì then you cure it, and once you cure it, it's done. I feel like I did I put a little bit too much on that side. How do you guys like it? Các bạn thấy không? Any make sure the color is not too sheer, you can use gel polish, but make sure cái polish mình đừng có sheer quá nha các bạn. Basically mình chỉ lấy cái hai cái màu á, các bạn đừng có lấy cái brush để cho em làm mà nữa. Before and cure, mình lấy cái brush, cái lúc mà muốn mình blend nó vô cái brush của mình đừng có ướt quá, mà cũng đừng có khô quá, giống như mình có tí product. Nhưng mà lúc mình blend nó vô á, mình blend nó nhẹ nhẹ thôi, cái từ từ mình đi vô chính giữa. Đó sao mình làm cho cái màu nó đẹp lại. So you blend it slowly and just do it slowly so then you meet somewhere in the middle and blend nó ra. Đó sao mình muốn cho nó cái ombre nó effect làm như vậy. So make sure mình clean nó ha. Mình clean nó. Nếu mà các bạn hài lòng rồi đó, các bạn sẽ bỏ vô cái đèn cure 30 seconds. Có gì? Where? Ooh, hold on. I have a little fuzz in here, so let me clean that up. Bummer. I was doing so well with that. Okay, let me see if I could get rid of it without ruining the ombre. That will do for now. Because if I do it, I'm afraid I mess up the ombre. So make sure mình nó, and then again, if you guys feel like you can make a little mess before you put in the light, make sure you clean the edges. Mình clean nó cho nó đẹp ha. Trước khi mình bỏ vô cái đèn ta quay cái màu nó ra đẹp ha. I always have little like một cái brush mà các bạn không có xài nữa mà nó không có, nó giống như nó cũ á, thì mình cứ dùng nó để mình bỏ mấy cái màu nó cho nó đẹp. Làm vậy cái shape nó ra đẹp. So constantly just wipe nó cho nó sạch thôi. Làm vậy cho nó gọn lại chút xíu. So now, okay, I'm just gonna have her go in and cure for 30 seconds. You guys like the combo? Mấy màu này đẹp không? Các bạn thích không? Thì giống như em nói, cái English Collection này là có 6 màu ha. Thì là CND Select nha. Mà các bạn biết rồi, các bạn cũng có xài qua thử mấy cái màu CND Select thì các bạn đã thích rồi. Thì bây giờ CND nó mới ra có 6 màu mới nữa. Nó gọi là English Collection nha các bạn. Thì nếu mà các bạn thích thì các bạn coi để có gì mình win được chữ cái giveaway này nha. Yeah, this one I got it from Michael, so it's very cheap brush. It's very cool because I always use it just to clean the edges. It's really nice. Okay. Yeah,
So after 30 seconds, and then you just put the top coat on. And then if you know ombre, I feel like you guys can add chrome or anything, like a little sheer chrome is pretty gorgeous too. Nếu mà các bạn thích rồi đó, hài lòng rồi đó, các bạn sẽ em sẽ dùng cái CND Shellac Express 5 Minute ha, là cái top coat nha. So bây giờ em sẽ put it on top. So that done. Do you guys like this vertical ombre? Are you guys gonna try it? If, for those that haven't done it yet, are you guys gonna try it? Looks pretty cool. It's pretty fun. Just takes a little practice. Các bạn nếu mà thích cái kiểu mẫu này, các bạn lấy hai cái màu, mà đừng có lấy cái màu mà nó sheer. Mình phải lấy cái màu nó phải nó đục phải không anh? Nó không có được trong quá phải không? Đừng có trong quá, nếu mà trong quá nó không có blend dễ. Mình phải lấy cái màu mà nó opaque, nó gọi là đục chút xíu thì nó mới dễ blend ra. Mà các bạn không có cần brush đâu, các bạn dùng cái cọ sạch được rồi. Nhớ trước khi mình bỏ cái cọ lại mình wipe nó ha. So now I'm just gonna have her go in and cure it for 1 minute. Okay. Yeah, I agree, Karen. The chrome, like a mermaid chrome on top of this, will be just perfect too. So now let's try something new. Let me show you another technique that I like. It's kind of more like almost like marbling, but it's not quite. Let me just I feel like this look is pretty cool. If you guys wanna, I feel like this look is so easy. Did you guys wanna see that? Mấy cái màu này em thấy làm cái kiểu mẫu này rất là đẹp, là dễ nè. Nếu mà các bạn chưa có thử mấy cái technique này á, mấy cái kiểu này á, có nghĩa làm nó dễ là tại vì mình không có cần phải làm đúng. Nhớ như nó cái tay mình run run chút xíu cũng không sao. That's why em thích chia sẻ cái mẫu design này lắm. Tại vì các bạn không có there's no right or wrong to it. Giống như mình không có làm sai mà cũng không có làm đúng được. Không có cái nào mà làm hư được á. That's why cái kiểu này rất là dễ. So now I'm just gonna. Okay, so let me see. I have enough all the colors. Yeah, I make sure I have 6. Okay, and did you know that shellac really good for foil too? Nếu mà các bạn có làm foil, các bạn cũng rất là dễ làm lắm. Here I show you. Thì giống như các bạn mà muốn làm foil với shellac á, các bạn không có cần cái foil gel. Với cái màu của shellac là các bạn làm foil cũng được. Bây giờ em sẽ thử cho các bạn ha. So right now I'm gonna continue this look. I'm just gonna do one coat of the lady lily. Like I said, it's almost like a soft white. So just put a coat on. Do you guys like the color so far? Isn't it pretty? Các bạn nếu có thích cái collection này không? Đẹp quá ha các bạn. Thì bây giờ em muốn làm cái kiểu mẫu này á, em make sure là em có một lớp rất là mỏng, really thin coat. Like again, you don't have to put make sure you have a nice even coat. Okay, then I'm gonna have her cure for 30 seconds. Yes, Tifa Van, huh? Yeah, this look is like, there's no wrong, you're right. It's so easy. But I'm gonna show you a different technique. It's kind of similar look, but I find it so easy too. So with this one, so basically I'm just kind of put a little swatch over here. And then just 30 seconds, okay. And then, okay, so for this look, okay, so with CND, one thing I like about it is that for the foil, it's really sticky. You don't need a foil gel. It's for, I'm just gonna cut a piece out. I'm gonna show you foil. You can just straight put the foil on top of any shellac gel polish and it will adhere all the foil. Isn't that cool? You don't have to buy the gel foil. So with this, look, I just take piece of foil and I'm just gonna, you see how easy that is? So cool, right? It just does somehow, I don't know what happened, but look at that. So right now,
I'm happy with that. Let's just leave it that. I just like a random spot. See, even that alone it looked cool, right? Thế bây giờ các bạn mà làm này xong là cũng xong rồi, cũng đẹp rồi, không cần làm nhiều. Nhưng em sẽ muốn làm thêm một chút xíu. So bây giờ em sẽ lấy một tí màu ha, đắp lên. So now, I mean you can leave it like that, there's nothing wrong with this, but let's just amp it up a little bit, let's try a little bit something. So let's just put a little bit here and there. Chút xíu chỗ này, chút xíu chỗ kia cho vui nha các bạn. Let me see, lấy màu này nữa. So basically I'm using a little bit of the color collection. Just chút xíu chỗ này, chút xíu chỗ kia ha. Yeah. If you don't wanna, you can decant it like this, but I'm just gonna go straight. That way dễ khỏi cần lấy cái brush cap. Ha. Bây giờ mình làm thẳng trong vô cái món này luôn. Đó, các bạn cứ làm lên vậy. So just basically put a random spot. I'm gonna show you this is really quick. Okay, rất là nhanh mà cũng rất là đẹp các bạn ơi. So basically mình muốn whatever you want, just kind of random spot. Mình muốn thích chỗ nào thì mình làm ha. So bây giờ em bỏ chút xíu bên này, chút xíu bên này. Maybe a little bit right here. Đó. Okay, so now em sẽ blend nó vô. Mình để vậy thì không có, I mean you can leave it like that too, can you? What do you think? Can you leave it like that? I guess it's okay. I mean, nothing wrong with it. But what I'm gonna do next, I'm just gonna take a little brush. Okay? And before I use any gel brush, I always use the base, the gel, and kind of like soften the brush a little bit. And thích trước khi em muốn dùng cái gel brush nào, em thích lấy cái base gel á, and clean cái cỏ. Just in case cái cỏ mà mình xài nó còn dơ á, mình clean nó ha. So basically, see, I have a little color left. So I'm just clean my brush. Okay, and now I clean my brush. I'm just go in and blend that out slightly. Mình blend nó ra. Ha, cho cái line nó không có, so you don't have like a harsh line, that's it. And muốn blend nó ra thôi. And blend một màu nào ra rồi and clean cái cỏ. So các bạn thấy nha, and clean cái cỏ. Okay, so and làm cho cái màu nó lợt ra chút xíu. Giống như nó không có một cục ngay chứ, mình làm cho nó mờ mờ ra vậy đó. That's it. So I'm just kind of diffuse the line a little bit. That's it, guys. I still want to keep a little white, you know, but I just want to diffuse the line a little bit. So then it's kind of blend. It has a blended look. Isn't it nice? And then if you wipe your brush too much and they're getting dry, you can always tap a little bit on the base gel and keep the brush a little moist. So then you can tap the color a little bit easier. So that's it. Just you want to diffuse the line. Mình làm cho cái line nó giống như không có một cục ngay chỗ cái mặt móng thôi. Mình làm cho nó giống như lợt lợt ra, giống như mình blend nó ra vậy đó. So mình cứ làm vậy. Bạn thấy em tap nó thôi, mình đập chút xíu nè. Mình dùng cái màu nào mình làm một cái màu đó thôi. Xong mình clean cái brush rồi mình đi cái màu khác. Ha. Mình tap chút xíu. So you still have the foil underneath, but then it's not like nó nhiều quá. Mình làm vậy giống như chút xíu màu, chút xíu foil cho nó đẹp vậy thôi ha. Nên mình làm tap nó vô. Các bạn có question gì không cho em biết nha. Nhưng mà em thấy cái mẫu này rất là dễ nha các bạn. Nếu mà các bạn trở lại làm á, làm cho khách cái mẫu này đi. Em rất là thích, thấy nó rất là easy. See? Cái này á, giống như mình có thể ngưng. And I'm sure, and em muốn chia sẻ với các bạn là một cái design này, mình nếu mình không thích làm nhiều step vậy mình ngưng. Giống như cái hồi lấy cái foil nhìn cũng rất là đẹp. Nếu mà các bạn không muốn cò kỳ quá thì mình ngưng chỗ đó. Cái ngón tay đó nhìn cũng rất là đẹp, mình không có cần phải add thêm. Nhưng mà em muốn chia sẻ là mình có add thêm chút xíu thì mình lấy được chạc thêm khách ha. Thì đó, bây giờ thì em chia sẻ dài cách thôi ha, cho các bạn có thể mình có thể ngưng chỗ đó, hay là mình làm tới thì mình có thể lấy thêm tiền. Thì mỗi lần mình làm mà ngón tay mà mình bỏ nhiều thì giờ thêm thì mình lấy thêm tiền. Look how beautiful that is. You guys like it so far? Right? So now I'm just gonna keep as that.
make sure I wipe everything, make sure there's no harsh line. Like I said, just kind of diffuse everything a little bit. Make sure, and remember, if your brush getting dry, just tap to the base and make sure it's slightly clean. And then you can just tap on the color to diffuse the color a little bit. But yeah, look how beautiful that is. Tap, 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 does it? Just tap, tap, tap until you're happy with that. And then I'm just gonna add a little bit more color right here. Okay, and then I'm gonna have a cure, like maybe 10 seconds, just to flash cure it, guys. Okay, so then you can stop right there. So what I'm trying to show you is a one look, you can transition it into different looks. So we can stop at the foil, but then let's amp it up a little bit. You can add some color, right? And now you can stop it right there too, but I'm gonna have you guys layer it one more time. So I'm gonna take the lady lily, which is the off-white. I'm gonna add a little bit of the top to thin out the white a little bit. So các bạn làm kiểu này nó ngưng cũng được, cũng rất là đẹp rồi. Em không có cần, các bạn nếu mà làm trong tiệm mà không có thời giờ không có cần làm thêm nữa. Nhưng nếu mà các bạn có thời giờ mà muốn làm cho nó thêm tô thêm á, mà đẹp hơn nữa, thì bây giờ em sẽ bỏ cái nó giống như là cái sheer white vậy đó. Tại vì em không có sheer white thì em lấy cái màu Lady Lily là cái off white á, em add vô chút xíu cái shellac express 5 ha, cho nó sheer, cái màu trắng nó lợt lại. So basically I'm just mixing the Lady Lily and the top coat to give it like a sheer look. Okay guys, so now I'm gonna go back and take my brush, tap it to make sure I have a little bit of the color. And now I'm just gonna diffuse it a little bit where in the middle of the two color and add that white, that sheer white on. That's it. It doesn't really add much to the look, but it adds a little bit of dimension to it. So I just love that, but if you don't want to, you don't have to. So cái này là optional nha các bạn. Các bạn nếu mà không thích làm thì không có cần làm, nhưng mà em giống như em thích có tí trắng, nó là lợt đó. Nó giống như nó add thêm một cái look to it. Nhưng mà cái này thì các bạn không cần. Em chỉ thấy cái này nó nhìn nó là lạ thôi. Giống như nó làm, nó create cái dimension cho cái móng này thôi. Thì up to you. This is just cái option thôi. Like I said, this is just an option. Whether you don't have to do it. But, you know, art, it's just whatever you like to do. So I'm just adding that off-white look to it. Like I said, just a little to add dimension to it. There's no right or wrong answer here, and it's just a matter of preference. If your clients like it, do it. You know, extra time, extra money for you to charge. And you can do sample of this look and just kind of see if your client like it. Thấy không? You don't have to do a lot, but I'm gonna add a couple more spots to add the white back in. And that's it. Giống như mình thấy cái white nó nhiều quá. And then you just, mình có thể lấy nó ra. You just kind of make sure cái màu nó, because I still want a little white on the nail. And the soft white kind of softened up a little bit, so nothing is so vivid. And that's it. I'm gonna flash cure that. Actually, I'm gonna have a cure for 30, fully cure for 30 seconds. So that's it, guys. And then even if you feel like you need a little bit gold to it, you can always tap more gold on top of that too. So keep layering until you're satisfied with the look. So nếu mà các bạn thấy mà bây giờ mấy cái gold foil mà các bạn muốn thêm á, thì các bạn cure 30 seconds xong bắt đầu các bạn có thể ấn thêm mấy cái foil lên, thì mình vẫn ấn được, tại vì cái gel này á, mình không có cần bỏ cái foil gel lên, mình cứ ấn lên ấn thôi. Thế cái này là nó rất là dễ, that's why em thích cái technique này, làm là nó đổi mỗi cái layering mình add vô nó đổi cái different look to it. Yeah, so now bây giờ thôi, bây giờ em sẽ ngưng rồi. See how that look, guys? Should we add more foil to it? This, I feel like I like the look, but like I said, if you feel like you need a little bit more foil, you can add a little bit in.
But let me see. Let's just see if I want to add slightly more. Let's just say I'm add a little bit here. See? Now you continue adding it in. But I think I'm going to be happy with it. I'm just leave it because too much is too much, right? So now I'm going to put the Express, C&D Shellac Express 5 top coat and call it a day, guys. But you guys thích cái layering này không? Kiểu layering này đẹp không? Dễ không các bạn? Try it. Này đi xuống cơ. So make sure các bạn bỏ cái top coat đều lên ha. And lay thêm. Các bạn thấy không? Anh chị bây giờ anh chị bỏ cái top coat để make sure cái top coat nó đầy đủ thôi ha. Oh, you have a little hangnail here. I need to take that off. Ngồi vuốt cái này thôi là cũng mê rồi. So that's it, guys. Huh. So I'm just gonna make sure I don't have anything on the side. Actually, I'm gonna take that brush where that brush is. I'm gonna tap that a little bit, and then just gonna do that on the side. So then it's nice and clean. Okay, and then I'm gonna have her here for 60 seconds. So 160 seconds, okay? And that's it. Voila! How's that? Isn't that fun? Thấy vui không? Em thấy cái kiểu này nó rất là đẹp. Like I said, cái này nè, this is a simple look. I just stopped. I didn't add the white in there, but I show you with the off-white on top of it. Just kind of like I said, it adds dimension to it. So really cool. Nếu mà các bạn thích thì các bạn thử nha. Các bạn có thể dùng you can use like a bright neon color cũng đẹp lắm. Very cool too. I love that neon bright colors too, but I love this collection. It just, I feel like with the gold and the rose gold foil, it just perfectly go well with that as well. Like I said, this is a cool collection. Let me see. Should I do something on a thumb? Do you guys want to see something on a thumb? Yeah. Okay, I'm gonna give her to have her fully cured because the Express C&D Shellac Express 5, you have to have it 60 seconds and then I have to wipe that tacky layer off too. Okay, I was gonna do something with it, but anyway, I'm happy with that and you can call it a day. How's that, guys? Yeah, so now let's pair with this one. I'm just gonna pair with this because since I have this color, I'm just gonna pair with this color. You want that? Make sure. How about let's do half and half? The pink and this one. So I'm gonna just. That way I'll make sure I have a complete look, so I'm just gonna have her probably do a little bit. Let's do a color blocking. Let's do that. Okay, I'm gonna clean that. Make sure I have it, the clean brush again. I'm gonna clean that so I can have a nice clean line. This is just kind of like a cheating way of doing it. And half a cure, go in and cure. It doesn't have to be perfect, because if you want it perfect, go ahead and make it perfect, but because I plan to add stone to it, so then it doesn't have to be perfect, because that way you don't, you know, take too much time to do a perfect line. But if your client want a perfect color blocking, make sure you have a nice crisp line, okay? But then, em tính bỏ hột xoàn vô trong đó rồi em không có cần làm thẳng. That way mình không có bỏ thời giờ nhiều, make sure mình clean cái line đó nhiều quá. Ok, so mình cho cure 30 giây đi ha. Rồi bắt đầu mình do it again. I'm gonna do a second coat. So I like to finish one color, xong rồi mình move on to another color, ok. So bây giờ em làm một lớp rồi, bây giờ em làm cái lớp thứ hai ha. So same thing, mình đi theo cái mẫu ở trên đó. And just follow that color. Isn't it pretty? This color.
colors. This pink is so nice too. So same thing, I'm just gonna try to make sure I have the line nice and clean. I mean, it doesn't have to be too perfect. Like I said, I plan to have stone to it to tie in with the other look. So then I don't have to have it perfect. Okay, so now just make sure I clean it. Basically, you just use alcohol, guys, alcohol. And I just clean the line with a brush. And then have it cure. Go in. It doesn't have to be perfect. So now I'm just gonna take maybe this color to tie in with the pinky. I think it's cool. Okay. How'd you guys like the design so far? Isn't it fun and easy? Like I said, as long as you pair the colors well, and like I said, this collection is already like kind of like prepared for you, where all the colors are tied in together. So whether you mix and match with one another, it still looks good. So với cái collection này á, các bạn không cần phải lo ở màu này có hẹp không, tại vì công ty nó design mấy cái màu này là đi đôi với nhau hết rồi, thì mình chỉ có ráp nó vô, mình muốn mix match làm sao là cái màu nó ra rất là đẹp ha. So công ty nó plan sẵn cho mình rồi, mình chỉ mua về là mình lấy ra xài lên cho khách là perfect thôi ha. So that's it. Here, I'm just gonna go in with the green. So bây giờ em sẽ làm cái green, sơn cái màu này ha, cho nó tie in ha. So that's how I did the pinky, okay guys? So I just want to show you a little bit. So then you just add the two coats of this green. Make sure you have it enough on the sides as well. Like I said, I'm not gonna worry too much about the first coat. Make sure it's just even and thin coat. Okay. I think I have a little lint on the side here. Okay, and make sure I have enough on the side. So I'm gonna take another brush and use this color. Make sure I have it on the side, because the side, you can see it. Yeah. Just in case if I put the crystal, the center, you don't see it much with the line, but the side, you do need to cover it well. So make sure you do it on the side well. Okay, so now I'm gonna have a cure for 30 seconds. Hi Tammy, khỏe không? Vô coi em làm hả? Yeah, cái CND này collection rất là đẹp. Mấy cái màu này rất là đẹp đó nha. 6 màu, để chút xíu nha. Em làm Tammy mới vô hả? Hay vô lâu rồi? Chắc hồi lấy không có coi em làm cái vertical ombre với cái mẫu kia ha. Rất là đẹp. Thì bây giờ, thì được rồi. So, see? So basically I did the same thing with the pinky I did here. So now I'm just go in with the second coat. So bây giờ mình làm cái mẫu ở lớp thứ hai ha các bạn. Và cái collection này là 6 màu mới của CND nha. Rất là đẹp, nó gọi là English Garden, có tất cả 6 màu. So em làm cái màu cái lớp thứ hai cho nó lên đẹp ha. So before I'm gonna have her go in and cure, I'm just gonna make the polka dot right, so then I can have everything cure at once. So let me take a dotting tool. Hold on, let me get my dotting tool. Let me use a dotting. Oops, wrong side. So I'm just taking a dotting tool and like it more white. Huh? Taking that white. I'm using a white from Shellac. It's called Cream Puff, which is a little bit whiter than the Lady Lily. And I'm just adding polka dot here. So mình làm vậy cho cái mẫu kia nó đi đôi với nhau ha. Nó đi đôi với nhau, nó làm nó pair together. So then it looks very cohesive together. Okay, the thumb slightly bigger, so I'm just gonna add a little bit more polka dot. So that's it. Okay, so bây giờ cure nó luôn. Xong rồi tí nữa em bỏ hồ xoàn lên là đẹp lắm. So that's it guys. See how easy that is? The color blocking is fun. And especially when you pair with the, I feel like with the vertical ombre or the marbling effect that we did earlier,
It's just really cool look. So try that out. And it's easy, guys. Just matter of, and you don't have to have straight line. If you add, you can add like a line foil to it, or you wanna use stone like I did, it's just perfect. So yeah. And then put the top coat and that's it. But yeah, and Sarah, secure for 30 seconds. Okay, now, đẹp không? That's simple thôi. Mà tại vì cái pinky này, I did the same thing with the pinky. Look at the pinky. Đó, and cũng làm như vậy đó. I did that, so now I did the opposite. So then it kind of tie in all the look together. Okay? So bây giờ, and I just cure for 30 seconds, and now, and sẽ bỏ cái top coat. So now I'm just gonna apply that top coat. And then once you put the top coat, you can add the rhinestone, then you're done. Add Swarovski on top of it, just really gorgeous. So now, make sure mình có completely cái móng nó hơi dài nên make sure em phải cho nó đều lên hết ha. Okay, guys, make sure you seal the free edge as well. Okay, đẹp không? And then you just, okay, and cure for 30 seconds. Okay, so now just for the game. So the first questions I'm gonna give you and you answer correctly, I'm gonna send you guys the gel polish collection. So I'm giving away the gel polish and also another collection of the polish. So for the first collection of the gel polish, I'm gonna ask you, okay, so it comes, okay, let me put out the color so you can see exactly what you're getting. So the first questions I'm gonna ask you, you can get a color, full color of the gel polish. The second questions I'm gonna ask you, you get complete polish. So two people will win the collection, okay? So hết, let me take it all out. Okay, so the polish collection, it comes with 6 color, but you have, which one I'm missing? Is this the pink? Oh, okay. Yeah. So nếu mà các bạn trúng á, là em sẽ hỏi 6 câu á, là người đầu tiên nào trúng mà em hỏi nha, em chưa hỏi nha. Mà người nào trúng á, thì được 6 màu gel polish với base and top. Mà cái second set mà trúng á, là polish nha các bạn. So are you ready? Okay, so what's this collection called? With this collection, what is this collection called? Okay, so based on the chat, whoever answers first, I'm gonna text message you, and then I'm gonna ask for your address, and I'm gonna send it to you. So what is this C&D shellac collection called, right? Okay, so that the first one. Okay, so and the second questions, how many colors total together? That's it. So how many colors total together? So if you can answer that correctly, I won't call your name yet because I'm gonna go back and make sure I call the correct name and make sure whoever answered first usually will be on the chat. Let me check. You know what? Let me do it now because later người ta add your okay. So the first one I got, Sally, you got the English collection. Yep, you got that right, Sally. That, huh? English Garden. In English Garden, I'm sorry. English Garden collection. So that's the first answer. Sally, message me. I'm gonna send you, send me your address. I'm gonna send it to you. And the second one, let me see who answered first. Elaine, right? Elaine Trần là 6 màu, đúng rồi. So Elaine Trần, huh? Message, huh? Đúng không? Phải không? Do I got it right? Because later có người answer after that, we cannot go back, honey.
So let's do it now. So Sally, so as far as I know, Elaine, huh? Elaine got it, the second one, the sixth color. So Elaine and Sally, please send me the message of your address. We're gonna send that to you guys. All right, guys, thank you so much for tuning in. I hope you enjoyed this tutorial, review, and demo of this product. It's easy to apply on. It's easy to do the gel art. So if you guys like that, this is a fun collection. But congratulations to Sally and Elaine. So both of you will get the collection and you can play with it. I'm gonna add the rhinestone later, but just before we go, I want you guys to see the whole complete set that I did. Yeah. Thấy đẹp không các bạn? Cái set này đẹp quá ha. Nó màu rất là đẹp. So yeah, thank you you guys for tuning in and helping me part of this giveaway. I hope you enjoyed the new C&D Shellac English Garden collection. And to finish this look, I'm just going to put a little bit of the oil. Okay? This is a really good cuticle oil as well. Okay. All right, guys. Congratulations, ladies. Thank you so much, everyone, for tuning in. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Nếu mà các bạn không thắng thì maybe I'm trying to see if they could give me more collection. What do you guys think? Do you guys want another set or two? If you like it, let me know. Then maybe I can ask C&D to give us some more to give away. This is fun. I hope you guys like the tutorial. And again, thank you for your time. Hope you have a great one. And stay home. Okay, be safe and healthy. Cảm ơn các bạn. So make sure you stay home nha các bạn. And stay safe nha. Cảm ơn các bạn đã có bỏ thời giờ và enjoy cái chat này với em, với lại The Nail Tip Show. So don't forget to subscribe our channel on YouTube. And like us on Facebook and follow us on Instagram as well. All right, guys, have a good one. Bye. Thank you.